Let's go over your homework. Rồi, sửa bài tập lên mấy bạn. Alright. Number one. Người ta kêu mình là chia ở thì quá khứ đơn ha. Rồi, number one. Okay. I stay with you. All right. Kệ nói cho cô nghe là cái câu này nó thuộc trường hợp nào? Diễn tả hành động trong quá khứ hay là diễn tả thói quen trong quá khứ? Hành động trong quá khứ. À, câu này what does it mean? Nguyên một tuần là từ thứ hai cho đến chủ nhật luôn. Phải không? Từ thứ hai cho đến chủ nhật luôn hả? Phải không? Kiệt. Kiệt ơi. Tôi ở nhà sao? Cả cuối tuần hả? Là hành động hay thói quen em? Thói quen hả? Thói quen hay hành động? Mấy bạn nghĩ sau này thói quen hay hành động mấy bạn? Tôi đã ở nhà cả một cuối tuần, tức là ở nhà cả thứ bảy với chủ nhật luôn. Kim cương với Thanh nghĩ sao? Thanh nghĩ sao?
Thói quen. Các bạn nghe nè, tôi đã ở nhà, tôi đã ở nhà cả cả một buổi cuối tuần, tức là cả thứ bảy và chủ nhật. Rồi so với cái việc là tức là nó nói là nó đã ở nhà và thứ bảy và chủ nhật. Nếu mà là thói quen á, thói quen tức là những cái mà nó đi lặp đi lặp lại, phải không mấy bạn? Phải không? Có phải là thói quen là những cái mình sẽ làm thường xuyên và lặp đi lặp lại, đúng không? Người ta gọi nó là thói quen. Chẳng hạn như là mình nói là tôi thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, thì có phải là cái thói quen thức dậy vào lúc 5 giờ sáng thì nó sẽ lặp lại từ ngày này qua ngày kia, đúng không? Thì nó là cái thói quen của mình đó, người ta gọi nó là thói quen. Chẳng hạn như cô nói là tôi đi tập gym, đúng không? Tôi đi tập gym vào thứ bảy, tôi đã đi tập gym vào thứ bảy, tức là cái thói quen nó đi tập gym là tức là thứ bảy nào nó cũng đến cái phòng gym đó nên nó luyện tập hết trơn, nhưng mà nó đã là thói quen trong quá khứ rồi. Còn cái việc mà tôi ở nhà, cái việc mà ở nhà vào cả một buổi cuối tuần đó, tôi ở nhà, tôi đã ở nhà vào cả một buổi cuối tuần đó, thì nó chỉ là cái hành động thôi, cái hành động ở nhà vào cả một cuối tuần. Tức là nó không làm gì hết trơn á, tức là bình thường nó thói quen của nó là nó có thể nó đi đi đâu, đi chơi hoặc là đi xem phim hay đi đi cà phê gì đó vào thứ bảy hoặc là chủ nhật gì đó, vào cuối tuần gì đó. Nhưng mà câu này nó nói là tôi chỉ ở nhà thôi, tôi ở nhà vào cả thứ bảy và chủ nhật, vào cả cuối tuần. Cho nên đây đơn thuần chỉ là một hành động thôi, hành động nó xảy ra trong quá khứ. Number two, Huy. Huy. Number two. Chia cho cô đi rồi giải thích cho cô. Câu này. Angela. Sorry, Angela. 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 Ui. Điền sao chia sao em? Chia sao?
Goes rồi thêm was nữa hả? Was nào? Was. Why? Why? À, gì sao? Angela. Why? Em làm bài này chưa? Em làm bài này chưa? Chưa làm bài tập luôn. Went. Alright, went. Go là động từ bất quy tắc ha. Động từ bất quy tắc cho nên là chia cộng 2 là went. Alright. Cô thấy bạn bạn Thanh á, bạn Thanh là bị sai cái từ này nè, bạn Thanh sửa lại ha. Number 3. Thanh sửa lại cho cô number 2 ha. Cô thấy từ went của em viết sai á, sửa lại cho cô went. Alright, Thanh number 3. Rồi, đây là động từ bất quy tắc hay là có quy tắc? Động từ bất quy tắc. Rồi, câu này là diễn tả hành động trong quá khứ hay là diễn tả thói quen trong quá khứ em? Rồi, diễn tả hành động trong quá khứ. Câu này nó nói gì? What does it mean? Hết. Hết là gì? Hết là kể hả? Đã xảy ra chưa? Đã xảy ra rồi thì mình phải kể lại là bạn của tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời, đã có một cái gì đó. Lưu ý cho cô ha, thì quá khứ đơn tức là nó đã như thế nào rồi,
Lưu ý cho cô cái từ đã đó nha. Đã cái gì rồi nha, tức là những cái đã xảy ra rồi, đã gì đó, đã đi, đã ở lại, đã có gì đó. Rồi number 4, Phú. Was, why, sao biết là chủ từ xuất. Là gì? À, kỳ nghỉ ở Huế của tôi. À, was wonderful. Alright, cái này là diễn tả về cái gì? Hành động hả? Hành động đó là hành động gì? That's so kidding. Tức là nó đang nói về những cái cảm giác, những cái trải nghiệm của nó về cái kỳ nghỉ ở Huế, đúng không? Rồi, nó rất là tuyệt vời. Rồi. Tức là nó đang kể, là nó đang thuật lại á. Nói về cái cảm giác mà nói về những cái trải nghiệm của nó ở kỳ nghỉ ở Huế. Number 5, kim cương. Đây là động từ có quy tắc hay bất quy tắc em? À, có quy tắc. À, câu này nó nói gì cái gì? I visited Ngọc Sơn Temple in Huế. Visit là gì? Bài visited là gì? Thăm nó gì? Từ thăm với cái từ viếng thăm nó giống nhau không? À, đã đến thăm. Thăm cái gì? Ngọc Sơn Temple. Temple học chưa? Temple cô nhớ là dạy rồi mà. À, Temple là gì? Ngọc Sơn Temple. Temple, Ngọc Sơn Temple. Ngọc Sơn Temple. À, em có nói là cô ví dụ một câu nè. Bến Tre Market in Bến Tre.
City. Bến Tre Market in Bến Tre City. Tại sao? Market, not supermarket. Bến Tre Market. Market, chứ không phải là supermarket. Market là gì? Chợ. Market là chợ. Chợ Bến Tre ở thành phố Bến Tre. À, em đừng có dịch từ in là trong. À, in cộng với một địa điểm nào đó, tức là nó đang ở đó đó. In Hà Nội tức là ở Hà Nội. À, in Hồ Chí Minh City tức là ở thành phố Hồ Chí Minh. In Bến Tre tức là ở Bến Tre. In Nha Trang tức là ở ở Nha Trang. À, không phải nhất lúc nào mình cũng nhất thiết là mình dịch từ in có nghĩa là trong. Các bạn lưu ý cho cô ha. À, các bạn nói là in in 1996 là sao? In 1996 là sao? In 1996. In 1996. Đây nè, in 1996 này nè. Là gì? Năm 1996, vào năm 1996. À, như nó ở năm 1996, em có nói sự kiện lịch sử nào nó nói là ở trong ở năm 1996 không? Em nói là vào năm nào đó cái sự kiện gì nó xảy ra đó. Đúng không? Vào vào ngày 30 tháng 4, vào ngày 30 tháng 4 năm 1900. Năm 1900. Bao nhiêu? Xảy ra một sự kiện lịch sử nào đó. Ngày 2 tháng 9 năm 1 năm 1945. Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. À, tôi sinh vào ngày à, tôi sinh vào năm 1996. À, có nói là tôi sinh ở trong năm 1996 không? Có nói là dạ, có nói là ở năm đó thì cái sự kiện lịch sử xảy ra đó, vào cái năm đó ha. In, đó là cái cô giải thích cho các bạn, là không phải nhất thiết lúc nào các bạn cũng nói in, nó là ở trong hết, tùy trường hợp, tùy cái ngữ cảnh mà các bạn sẽ sử dụng in sao cho nó thích hợp ha. Rồi, rồi trở lại vấn đề, Kim Cương giải thích cho cô cái này, nó nói về hành động hay nó nói về thói quen trong quá khứ? À, hành động. Alright. Number 6. Kiệt. Number 6. Wow.
Quên này hả em? À, were. Why? Ừ. Ở câu này diễn tả hành động hay diễn tả thói quen? Hành động hoặc là mình có thể nói đó là những cái mà cái đó đã xảy ra rồi, những cái mà cảm giác, những cái trải nghiệm, những cái nó đã trải qua sau sau cái chuyến đi đó ở trong quá khứ, đúng không? Were very tired after the trip. Tức là những cái mà những cái cảm giác, những cái trải nghiệm mà đã xảy ra trong quá khứ rồi. Number 7. Huy. Động từ này là động từ có quy tắc hay bất quy tắc? Cha chưa, em tra trong bản động từ bất quy tắc chưa, có động từ này không? À, mấy bạn khác có tra được từ này có trong bản động từ bất quy tắc không? Có trong bản động từ bất quy tắc hay không? À, có, thì cái động từ này chia làm sao? Bầu. Bầu. Từ này hả? How do you spell? À, bought. Bought by bought. Bought nha mấy bạn. Bought. Khi nào khi các bạn học một cái động từ bất quy tắc mới thì các bạn lưu ý cho cô là các bạn học cả hai hình thức luôn nha. Chẳng hạn như các bạn nói là I was were go went là by bought ha, nó là như vậy. Have sorry have had vậy. Alright, tức là học cả hai cái, một cái là động từ ở thể nguyên mẫu của nó, một cái là động từ ở dạng cột, thứ hai của nó là dạng cột động từ bất quy tắc ha. Rồi rồi Huy nói cô nghe, đây là động từ, sorry, đây là câu diễn tả hành động hay nói về thói quen. Thói quen gì? Là sao? Tôi nhỏ hơn chị tôi là thói quen hả?
Rồi nói cho cô nghe câu này nó có nghĩa là gì? Tôi nhỏ hơn chị tôi hả? Tôi mua hay là tôi đã mua hay là tôi chưa mua, tôi sẽ mua. Huy. Ừ, đã mua gì? Tức nhiều gì? Mua cô gái hả? Là sao tự nhiên mua cô gái là sao? Gift, not girls. Cô gái là từ này nè em. Gift là quà. Rồi sao nữa? My little sister. Sister là gì? Little sister. Sister là em nói đó là chị hoặc là em gái đúng không? Vậy little có nghĩa là gì? Em gái. Em gái của ai? Tôi đã mua rất là nhiều quà cho em gái của tôi. Thói quen hả? Ngày nào nó cũng mua quà cho em gái nó hết trơn hả? Ngày nào nó cũng mua rất là nhiều quà cho em gái nó hết trơn hả? Lúc không thói quen thì là hành động thôi, cho nên phải xác định kỹ cho coi chỉ có hai cái đó thôi. Thói quen tức là cái nó đã, cái mà nó lặp đi lặp lại hàng ngày, giống như là lặp đi lặp lại hàng ngày gì đó, gọi là thói quen, là lúc nào cũng làm cái đó hết trơn á, nó trở thành một cái thói quen rồi. Lặp đi lặp lại như vậy. Còn hành động thì nó chỉ đơn thuần là những cái hành động
cái sự kiện gì đó nó xảy ra thôi. Thì cái việc mà nó mua, tôi mua rất là nhiều quà cho em gái của tôi, thì tôi đã mua nhiều quà, tức là cái hành động mà tôi đã mua nhiều quà, đó chỉ là hành động thôi. Number 8, Thanh. So, how do you spell so? W. Say again, W. Yes. Không phải W nha, không phải W nha. W. Sure. Đây là động từ có quy tắc hay là bất quy tắc em? Động từ bất quy tắc. Nói cho cô này là nói về hành động hay thói quen? Hành động gì? Hành động tức là Lan and Mai, hai cái người này đã nhìn thấy cái gì? Một con hay nhiều con? Where? Dạ, giống như thủy cung vậy á. Thủy cung á em. Triều Nguyên hay Triều Mỹ gì đó. Alright, thủy cung. Đã thấy rất là nhiều, thấy nhiều cá mập nè, cá heo, thậm chí là rùa ở thủy cung. Alright. Hiện tại hành động. Number 9, Phú. How do you spell? Diễn tả thói quen hành động. Hành động gì? Món đó là món gì? Rồi ăn gà với cơm. Rồi cho buổi tối. Rồi diễn ra hành động. Đến mình chán kim cương. T-O-O-K. Took. Sure. Cái này là động từ có quy tắc hay là bất quy tắc? Cái động từ bất quy tắc hả? Xem kỹ lại cho cô phải không?
Cái từ này là em dễ mình nhìn lầm với một từ nữa nè. Và cái từ đó chính là cái từ mà nó có dạng quá khứ là cái mà em mới điền á. Có. Giờ tra cho cô cái từ này nè, tra cho cô cái từ này nó có phải động từ bất quy tắc hay không? À. Vậy cái từ này là động từ bất quy tắc của từ nào? Của động từ nào? Biết không? Take quá khứ là took. Vậy cái từ này nó không phải là động từ bất quy tắc thì nó là động từ gì? Có quy tắc thì sao? Thêm ed vào. Alright, talk. Okay, right. Number 11. Okay. Trở lại. Why? Cô hỏi một câu, cô hỏi Kiệt một câu xem Kiệt có hiểu bài không nha. Rồi, bây giờ ví dụ như là chủ từ số ít thì nó mới thêm ed hả? Chủ từ số nhiều có thêm ed được không? Rồi. Đây là động từ có quy tắc. Cho nên mình thêm ed vào. Alright, number 12. Huy. Em đi vào. Bất quy tắc thì diễn về sao? How do you spell? Đánh dặn cho cô tiếng Anh. TH. TH.
Treat. Yes. Rồi, đây là động từ bất quy tắc. Think chuyển dịch thành thought. Alright, number 13. Than. Go than. Than went. Alright. Number 14. Who? How do you spell? Drove. All right, drove. All right. Number 15. Kim Cương. Arrive. Để chị đi vào. Alright. This one. Was. Was. Why? Why worse? Why worse? Em không biết nghĩa của từ đó là tại sao em chia nó là worse. Không thêm có S cho nên chính nó là worse hả? The place là cái địa điểm đó. Địa điểm. Cái chỗ. Thì nó là số ít hay số nhiều? Nó là số ít. Alright. Không phải nè, đặc biệt nè, lưu ý cho cô nha. Không phải lúc nào mình suy nghĩ, mình có cái suy nghĩ là không phải lúc nào cái từ mà nó không có S là lúc nào nó cũng là số ít nha mấy bạn. Lưu ý nha. Không phải cái từ nào mà nó không có S cũng là số ít nha. Cũng có khi nó là số nhiều đó. Nó là số nhiều tại vì nó là dạng số nhiều của một từ khác. Ha, cho nên là mình có cái suy nghĩ là cái từ đó nó không có S thì mình cho nó là số ít thì nó là không phải. Chưa chắc chứ không phải là không phải. Chưa chắc cái từ đó nó không có S thì nó là số ít. Kim Cương lưu ý cho cô ha. Nhiều khi mình may mắn thì mình đoán ra được là cái này nó không có S thì mình cho nó là số ít. Nhưng mà ở đây ví dụ như là cô cho cái từ này nè. Cái từ này thì nó là số ít hay số nhiều? Cô cho cái từ này thì nó là số ít hay số nhiều em? Children là số ít hả? Số nhiều của gì? Nhớ không? Mm-hmm.
Số nhiều của từ gì nhớ không? Quên rồi. How do you spell? Trial. Say again, trial, trial. Yes, trial. À, lưu ý ha. Bạn Kim Cương lưu ý lại cho cô ha. Bỏ cái quan niệm là cái từ mà nó không có S thì nó là số ít nha. À, chưa chắc nên là số ít nha em. Nha, Kim Cương lưu ý cho cô ha. Rồi, number 16, Kiệt. Number 16. Người bờ bàn các em, người phục vụ á, nữ á. Ừ. Sao không biết công thức nó là sao mà giờ không biết? Công thức chia thì quá khứ thì sao? Giờ nói cô không biết hả? Giờ nói cô không biết chia thì sao hả? Ừ? Kiệt. Kiệt nhắc lại cho cô công thức của thì quá khứ đơn. Kiệt. Đi đâu mất tiêu rồi. Rồi, number 16. Huy. Ask. Ở này là động từ không có quy tắc nè. Động từ có quy tắc nè. Từ had là động từ bất quy tắc. Alright. Number 17. Number 17. Thanh. How do you spell?
Về nhà coi lại bảng chữ cái nha. Ai? Đi. Ai đi? Set. Alright. Number 18. Phú. How do you spell? Told. Say again, told. À, nè, cái từ này nè, nhìn cái từ này nha. Bỏ cái từ này em động sao? À, thêm T vào. Đơn giản vậy thôi. Một từ giống như là em cứ làm cái mẹo như vậy nè, cô chỉ cho mình cái mẹo như vậy nè, cái từ đó đúng không, mình bỏ cái từ mà nó ghép vào á, ví dụ như là từ từ tone này đúng không, mình bỏ t thì nó thành là old đúng không, mình thêm t vào thì nó thành là tone đúng không. À, nó là như vậy, đơn giản. À. Number 19. Kim cương. Walk. Alright. Alright. Number 20. Kiệt. Kiệt number 20. À, Kiệt chưa vào nữa hả? Kiệt. Number 20. Spell? Sore. 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 Sore, sore, sore. Không phải sore nha. Sore, sore. Right, sore. Right. 21, Huy. Bot. Bot. À, từ này. Alright, how about this one, this word. Stop it đi. À, đúng chưa? Có bạn nào có nhận xét gì không? Ok, Thành.
Why? Rồi sao nữa? Chứ nó là chữ A rồi sao nữa? ED à, động từ có một âm tiết kết thúc bằng một phụ âm à, mà trước nó là một nguyên âm à, O là nguyên âm thì mình sẽ gấp đôi phụ âm à, rồi thêm ED vào. Alright. Alright, number 22, Phú. Word kia đọc sao? Words. À, còn cái word hồi nãy là cái từ nãy cô mới đang đánh á. Lưu ý ha. Were và was. Alright, why was? Thì đó là số. Ok. 23. Kim cương. Nhìn lại câu học, đây là câu gì? Ừ. Phủ định thì sao? Didn't go. Didn't go. Go chứ không phải là go nha. Go là go là âm o rồi, cái này là go. Âm o, go, go. 24. Kiệt. Có tra cái từ này cho bạn động từ bất quy tắc chưa? Ok, hết giờ nghỉ đi. Tại cô tính sửa hết rồi nghỉ luôn. God, how do you spell God? G-O-T, God. Alright, get God. Number 25. Thôi,
Huy. Huy 25. Đây là dạng gì? Dạng câu hỏi công thức thì sao? Rồi chia đi. Rồi công thức có công thức rồi đó, chia đi. Chia sao? Rồi đít đâu? What did you do? Alright. Rồi, phía sau này. Và cha từ này trong bản động từ bất quy tắc chưa? Ừ. I did my homework. 26 times. Right. Look. Look. Right. Number 27, Phú. You here? Phú out. Alright. Kim cương. Kim cương. Got. Alright, got. Hat. Hat. Alright, hat. 28 chỗ nào em? Từ đó nãy cô chỉ đọc làm sao? Không phải bầu. Bot. Bot. Nè, cái từ mà bỏ chữ bi này mình đọc nó là ot nè. Ot thêm bi vào nó là bot. 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 Number 19, Huy.
Sorry, 29. Go. Đủ nguyên mẫu hả em? Didn't go. Alright, didn't go. 30. 30. 10. 10. Has was why động từ người ta cho động từ gì em? Have có phải là to be không? Have chuyển thành thành gì? Hat. Alright, hat. Okay, right. Bữa sau thì mình sẽ học sang một chủ điểm ở chủ điểm ngữ pháp khác ha. Now we can stop here now. Thank you, goodbye.